Và cái điều này là cái điều mà Ford Focus không làm được. Và cái điều này cũng là cái điều mà khiến Ford Focus không thành công tại thị trường Việt Nam mình. Một thị trường mà một chiếc xe nó là cả tài sản của một gia đình. Và khi mua chiếc xe về thì phải phục vụ được nguyên một gia đình. Và kích thước nhỏ là cái mà đa phần người Việt Nam mình sẽ không thích. Vì khi mà chở những người ngồi đằng sau hay là chở gia đình, chở vợ con, chở ông bà, thì những người ngồi xung quanh sẽ rất là khổ. Đây lẽ ra phải là một video mà Việt đã phải làm cách đây khoảng 2 năm rồi, kể từ khi chiếc Ford Territory mới được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Thì có rất nhiều quý khách hàng đặt ra những câu hỏi là bây giờ Ford không bán những dòng xe gầm thấp như là Ford Focus nữa, mà khai tử hết toàn bộ những chiếc xe gầm thấp, mà chuyển qua bán toàn bộ những chiếc xe gầm cao như Territory trở lên thôi. Thì liệu cái chiếc Ford Territory này mà mang ra so sánh với một cái mẫu xe đã bị khai tử của Ford, thì liệu cái sự chênh lệch của nó có nhiều hay không? Nó có những cái công nghệ nó khác biệt hay không? Và nó có những cái ưu điểm gì hay những cái nhược điểm gì khi mà Ford họ quyết định làm như vậy? Thì trong video này, Việt sẽ lấy đại diện ra mẫu xe Ford Focus là đại diện cho một cái mẫu xe mà đã bị Ford khai tử, là một chiếc sedan hay là một chiếc hatchback hạng C, và so sánh với một chiếc CUV, một chiếc crossover hạng C tân binh của nhà Ford là chiếc Ford Territory đứng ngay bên cạnh Việt đây. Vậy thì hai chiếc xe này có những điểm gì giống nhau và có những điểm gì khác nhau? Tại sao Ford họ lại quyết định khai tử dòng xe gầm thấp để chuyển qua bán dòng xe gầm cao? Thì mời quý vị và các bạn hãy cùng Việt tìm hiểu trong video này ngay bây giờ. Dù cùng là hạng C với nhau, nhưng mà nếu như chúng ta nhìn vào kích thước của chiếc Ford Territory, thì Ford Territory nó có một kích thước lớn hơn hẳn luôn so với chiếc Ford Focus. Nó dài hơn chiếc Ford Focus tới tận 27cm, rộng hơn chiếc Ford Focus tới 10cm, và cao hơn tới tận 24cm mọi người ạ. Và cái con số này nó cực kỳ có ý nghĩa đối với một mẫu xe gia đình, một mẫu crossover hạng C. Không gian là thứ duy nhất chúng ta không thể độ được, đó ở trên một chiếc xe. Vậy thì một kích thước to, một không gian rộng rãi, nó sẽ mang lại cho người dùng, gia đình một cái trải nghiệm cực kỳ là thoải mái, cực kỳ là rộng rãi và dễ chịu khi mà chúng ta đi những cái chuyến đường dài hay là chở nhiều người trên xe cùng một lúc. Và đó là lý do mà rất nhiều người, rất nhiều quý khách hàng ngày xưa khi mà sở hữu chiếc Ford Focus và rất là chê chiếc xe này. Tại vì đây là một mẫu xe mặc dù là lái hay, mặc dù là trang bị nhiều công nghệ, nhìn cũng đẹp, nhưng cái điểm yếu của nó, cái điểm mà gây ra cái sự khai tử của nó, đó chính là cái không gian nó không được rộng rãi. Nó chỉ thoải mái với hai người ngồi trên thôi, còn cái hàng ghế phía sau thì thực sự nó rất là chật. Và điều này ấy, Ford Territory họ đang làm rất là tốt. Nó mang lại một không gian thoải mái đủ cho cả 5 người ngồi trên xe một cách cực kỳ rộng rãi. Và có một yếu tố nữa khiến chiếc Ford Territory nó vượt trội và nó ưu việt hơn đối với thị trường Việt Nam mình so với chiếc Ford Focus, đó chính là khoảng sáng gầm xe của chiếc xe này. Chiếc xe này có khoảng sáng gầm xe lên tới 190mm, trong khi đó Ford Focus chỉ có 150mm khoảng sáng gầm xe. Tức là nó chênh lệch với nhau tận 5 phân. Và 5 phân thì khi mọi người đã biết là vận hành ở thị trường Việt Nam mình đối với một cái điều kiện giao thông đường xá nó chưa thực sự tốt, thì cái con số 5 phân ở khoảng sáng gầm xe nó cực kỳ có ý nghĩa đối với một chiếc xe gia đình. Thứ hai mà Việt muốn so sánh đó chính là những cái option và những cái trang bị về mặt ngoại thất của cả hai mẫu xe này. Mặc dù chiếc Ford Focus, cái phiên bản MK3 này, nó đã ra mắt thị trường Việt Nam từ năm 2016, nhưng Việt tin chắc rằng tới thời điểm hiện tại là năm 2024 thì nó vẫn còn quá vượt trội so với những đối thủ trong phân khúc về mặt công nghệ luôn mọi người ạ. Điểm qua một số những công nghệ hiện đại ở phía mặt ngoại thất, thì đầu tiên chúng ta sẽ có là một cái bộ đèn sẽ được trang bị tính năng là tự động bật tắt, và có thể khi mà chúng ta kích hoạt tính năng ẩn lên thì nó có thể tự động pha cốt. Nó có đèn góc lái, tức là khi chúng ta đánh lái, chúng ta cua thì đèn cua bên nào thì đèn bên đấy nó sẽ sáng lên để nó bổ sung thêm cái ánh sáng bên phía góc lái cho chúng ta. Rồi xung quanh xe thì sẽ được trang bị tới 12 cảm biến, bao gồm 4 cảm biến trước, 4 cảm biến sau và 4 cảm biến ở phía hông. Và chiếc xe này còn có cả tính năng đỗ xe tự động, nó Ford Terrain cũng như vậy, cũng 12 cảm biến và có đỗ xe tự động. Đèn thì cũng là full LED nha. Đó. Rồi công nghệ đặc biệt nữa của cả hai mẫu xe này, đó chính là ở phía trên kính lái nó sẽ có một loạt những cái cảm biến. Đó, những cái cảm biến này thì nó vừa là cảm biến ánh sáng, vừa là cảm biến quang học, để nó có công nghệ gạt mưa tự động. Hai chiếc xe này đều có gạt mưa tự động, đều có đèn tự động luôn. Ở phía dưới thì cũng có radar,
cái radar của Ford Focus thì là việc gắn thêm, còn radar của Ford Territory thì là nguyên bản. Đó, thì nó sẽ có tính năng Adaptive Cruise Control nha. Đó, rồi là bộ Ford Focus nó còn có một cái này hay nữa này mà Ford Territory không có, đó chính là rửa đèn. Đó, nó có tính năng rửa đèn. Khi chúng ta gạt mưa thì tự động cái này nó cũng sẽ lồi ra để nó rửa cái đèn pha này cho chúng ta, để trong trường hợp chúng ta đi đường mà đất bùn nó văng lên trên đèn pha này thì nó cũng rửa sạch đi cho chúng ta. Đó, Ford Territory thì nó hơn một cái, nó chính là nó có camera 360 độ, camera 360 ở phần trước này, ở phần kính gương này. Đó, còn Ford Focus thì nó không có. Đó, thì điểm qua một số những cái option bên phía ngoại thất là mọi người đã thấy là cả hai mẫu xe này ấy, nó đều có những cái trang bị cao cấp hiện đại so với phân khúc của nó. Và Ford thì luôn luôn là một cái hãng xe tiên phong ở trong cái công nghệ, một cái hãng xe Mỹ luôn luôn là đặt những cái công nghệ an toàn lên hàng đầu cho quý khách hàng của mình. Cái điểm thứ ba nữa mà Việt muốn so sánh của hai mẫu xe này đó chính là cái hệ thống động lực, hệ thống động cơ, hộp số cũng như là hệ dẫn động của cả hai mẫu xe này. Cả hai mẫu xe này thì đều được là hệ dẫn động cầu trước. Nó Ford Territory thì nó không có phiên bản dẫn động hai cầu giống như một số những đối thủ khác trong phân khúc. Đó, nó chỉ là dẫn động cầu trước thôi, và Ford Focus cũng là như vậy. Vì hai mẫu xe này được Ford định vị là một mẫu xe đô thị dành cho gia đình. Vậy nên cái việc dẫn động cầu trước nó sẽ mang lại một cái trải nghiệm êm ái, nhẹ nhàng cũng như là tiết kiệm nhiên liệu. Và cái động cơ của hai mẫu xe này, nếu như những ai chúng ta không tìm hiểu sâu, nếu như những ai mà chúng ta chỉ đọc sơ sơ cho bản thông số, thì mọi người sẽ thấy là Ford họ bê nguyên động cơ của chiếc Ford Focus, họ đặt vào chiếc Ford Territory. Vì tại sao? Vì tại cả hai mẫu xe này thì đều được trang bị hộp động cơ 1.5 EcoBoost, động cơ 1.5 dùng turbo tăng áp. Nhưng mà không phải mọi người ạ, chiếc Ford Focus cũng là 1.5 EcoBoost, Ford Territory cũng là 1.5 EcoBoost, nhưng mà hai cái mẫu động cơ này nó hoàn toàn khác nhau. Cái mẫu động cơ 1.5 EcoBoost của Ford Focus nó sản sinh ra công suất lên tới 180 mã lực, trong khi đó 1.5 EcoBoost của Ford Territory nó chỉ có 160 mã lực thôi. Tại sao lại như vậy? Cái mô men xoắn cực đại của cả hai cái mẫu động cơ này thì nó khá sàn sàn như nhau. Nó đâu đấy khoảng tầm 248, mình nhớ không tận nhầm thì 248 Newton-mét mô men xoắn cực đại. Đó, nhưng mà cái công suất đầu ra liên quan đến mã lực ấy thì Ford Focus nó vượt trội hơn hẳn. Tại sao như thế? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói một chút về xuất xứ. Cái động cơ EcoBoost của Ford Focus ấy là do hoàn toàn 100% là của Ford họ phát triển lên. Nó mà dành riêng cho chiếc Ford Focus, nó được định vị là cái mẫu động cơ nó có thiên hướng thể thao, một cái trải nghiệm vận hành nó thể thao, kết hợp với cái hộp số 6 cấp biến mô thủy lực Select Shift. Nó còn chiếc Ford Territory, cái động cơ của nó là do Ford và GMC, liên doanh GMC của Trung Quốc cùng nhau phát triển, bắt tay phát triển lên, và cái động cơ này được sản xuất tại Trung Quốc. Đó, và Ford họ định vị cái mẫu động cơ này ấy là dành cho xe gia đình, là dành cho một cái mẫu xe đô thị. Vậy nên họ không ưu tiên về cái sức mạnh, mà họ sẽ ưu tiên về cái sức kéo và một cái trải nghiệm êm ái. Và cái trải nghiệm êm ái đó nó sẽ đến từ cái hộp số tự động 7 cấp DCT, tức là ly hợp kép ướt. Nó vận hành mượt mà và êm ái cũng như là cực kỳ bền bỉ. Nó mượt giống như là cái hộp số CVT đó mọi người, giống như hộp số vô cấp đó. Nếu như những ai đã trải nghiệm cái dòng xe Ford Territory này rồi thì mọi người thấy mỗi lần nó chuyển số, nó sang số hay chúng ta tăng tốc ấy, gần như là chúng ta sẽ không cảm nhận được cái hộp số nó dồn số về hay nó tăng số lên. Còn Ford Focus thì nó khác hoàn toàn. Mỗi lần chúng ta tăng tốc, mỗi lần chúng ta vượt xe thì chúng ta sẽ cảm nhận được là cái hộp số nó dồn về cấp. Từ 3 nó về 2, nó về 1, xong một thúc chiếc xe lên, xong sau đó là nó trả số lại. Còn Ford Territory thì nó không có những cái kiểu tăng tốc như vậy. Nó sẽ êm ái hơn, nó mượt mà hơn. Vậy thì hai cái mẫu động cơ này ấy, nhìn sơ thì giống nhau, nhưng mà thực tế thì nó khác nhau hoàn toàn. Nó khác nhau về mặt công suất và nó khác nhau về mặt trải nghiệm. Cái trải nghiệm cụ thể như thế nào thì chút xíu nữa đến phần trải nghiệm ấy, đến phần cảm giác lái ấy, thì mình sẽ nói sâu hơn về cái về cái cảm giác cầm lái của cả hai mẫu xe này cho mọi người nha. Đó, cái khoang động cơ của cả hai mẫu xe này thì cũng được thiết kế cũng khá là đầy đặn nha. Đó, tất cả động cơ đều có nắp che hết, nhìn khá là sạch sẽ và đầy đặn. Đó, mọi người nhìn cái mẫu thôi là mình đã thấy khác rồi đúng không? Cái mức tiêu hao nhiên liệu của Ford Focus và Ford Territory thì thực ra nó sàn sàn như nhau. Đó, nếu như xét bản chất nhá, thì Ford Territory nó tiết kiệm hơn đấy. Tại vì sao? Tại vì là công suất nó nhỏ hơn. Đó, và cái xác xe nó nặng hơn. Vậy thì nếu như mà tiêu hao cùng một công suất như thế, cùng một cái mức nhiên liệu như thế, nhưng mà trên trọng lượng ấy, thì Ford Territory nó tiết kiệm hơn. Nó sẽ nằm đâu đấy thông số thực và việc trải nghiệm nhá.
đi đường trường ấy thì nó khoảng tầm 6 đến 7 lít trên 100 km. Đường đô thị này thì nó khoảng từ 10 đến 12 lít trên 100 km nha. Hỗn hợp thì nó nằm đâu đấy khoảng từ 8 đến 9 lít. Đó, cả hai mẫu xe này thì nó đều sàn sàn với nhau như vậy. Đó, mặc dù là xe nhỏ thôi, có khoảng một tấn tư, một tấn rưỡi gì thôi, nhưng mà ăn cũng nhiều phết đấy. Ford Territory thì nó khoảng 1 tấn 7, thì nó tiêu hao cỡ đó. Cũng không trách được, tại vì xe nó nặng, nó chắc thì nó sẽ an toàn. Đấy, thì tiêu hao nhiên liệu nó nhiều hơn một chút là điều bình thường, và xe nó cũng khỏe mà mọi người. Bước vào trong khoang nội thất của Ford Territory thì thực sự là như hồi nãy Việt có nói ở phía bên ngoài rồi, nó sẽ có một cái không gian cực kỳ rộng rãi, cực kỳ thoáng. Cái ghế ngồi cũng rất là to, rất là rộng, và cái tầm quan sát ở phía trên ấy, khi mà mọi người ngồi từ chuyển từ một mẫu xe gầm thấp lên một mẫu xe gầm cao ấy, thì mọi người sẽ thấy rất là sướng. Sướng ở đây là cái việc mà cái không gian nó rộng thì nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác cực kỳ tự tin. Khi mà chúng ta di chuyển ở trong những cái đường quốc lộ đi cạnh những cái xe lớn, chúng ta sẽ không cảm thấy bị sợ. Đấy, còn như trên Ford Focus thì chút xíu nữa ra mọi người sẽ biết. Đó là đầu tiên là về cái không gian và cái tầm quan sát. Cái thứ hai là về cái thiết kế khoang nội thất. Ford Territory ấy, thì nó sẽ thiên về một cái thiết kế nó cực kỳ tối giản. Mọi người sẽ thấy đây là nó rất là ít nút bấm. Đây là một trong những chiếc xe ít nút bấm nhất của Ford. Khẳng định cho mọi người luôn, đây là một trong những xe ít nút bấm nhất của Ford. Nó rất là ít, nó chỉ đâu đấy khoảng có một cụm nút bấm nơi này và một số những cái cụm trên vô lăng thôi. Còn ở khu vực này ấy, toàn bộ nó là cảm ứng hết. Chúng ta điều chỉnh cái gì nó cũng sẽ là sử dụng cái màn hình cảm ứng này hết. Đó, điều chỉnh toàn bộ những cái cài đặt, điều hòa, hệ thống lái, hệ thống an toàn, hệ thống xe, toàn bộ trên cái màn hình này. Và có một ưu điểm đó chính là chúng ta sẽ có tiếng Việt. Đó, chúng ta có tiếng Việt, thao tác rất là dễ. Cái màn hình tốc độ sau vô lăng này nó cũng rất là rộng, nó cũng rất là to. Nó tất cả những cái phím bấm trên vô lăng này nó sẽ có một cái giao diện rất là thân thiện và rất là dễ dùng. Nó giống như là những cái mẫu xe Ford khác thôi. Đó, những cái chỉnh điều hòa nó cũng sẽ là nút cảm ứng ở đây. Tuy nhiên ấy, cái việc tối giản này nó cũng sẽ dẫn đến một cái nhược điểm. Có một cái nhược điểm của chiếc xe này, đó chính là nếu như trong trường hợp cái màn hình nó bị đơ. Thực ra nhá, cái việc màn hình bị đơ ấy là không phải riêng Territory đâu, mà gần như mẫu xe nào cũng có thể xảy ra. Khi màn hình cảm ứng đặt ở ngay chỗ này thì đương nhiên là sẽ gặp trời nắng nóng nhiều, và khi nắng nóng nó quá nhiệt thì màn hình tạm thời nó sẽ có chức năng nó tắt nguồn đi chẳng hạn, để nó bảo vệ được cái nguồn, nó không làm cho những cái việc liên quan đến cháy nổ. Đấy, thì lỡ trong trường hợp màn hình nó bị đơ đi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ không thể nào chúng ta chỉnh được những cái điều hòa. Đó, tại vì toàn bộ hệ thống điều hòa là chỉnh trên màn hình này. Đó, nó sẽ không có những cái nút cơ ở phía dưới này để chúng ta điều chỉnh. Thì đây cũng là một cái nhược điểm. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ phải đánh đổi cái nhược điểm này thôi. Muốn đẹp, muốn tối giản thì chúng ta sẽ phải chấp nhận cái việc đó. Còn những cái thiết kế liên quan đến ghế da này, đó, nó cũng rất là đẹp nhá. Hai tông màu, màu đen, màu xanh. Còn ở trên phiên bản Territory Sport thì nó sẽ là màu trắng, màu đen, màu cam, cũng rất là đẹp, những chi tiết ốp gỗ. Nói chung là thiết kế của Ford Territory thì nó sẽ thiên hướng hiện đại, thiên hướng gia đình, rộng rãi, tối giản. Đó, còn nếu như sang Ford Focus thì chút xíu nữa mọi người sẽ thấy nó sẽ ngược lại hoàn toàn. Nó sẽ là một cái kiểu khác của Ford. Đó, mời mọi người ra hàng ghế sau, chúng ta sẽ trải nghiệm cái không gian ở phía đằng sau. Ở hàng ghế trước, Việt đã chỉnh cái tư thế lái theo đúng cái tư thế chuẩn của Việt rồi. Thì cao khoảng 1m8, nặng khoảng 80 kg. Thì mọi người thấy Việt ngồi hàng ghế sau như thế nào ạ? Đây, mình để chân như thế này nhá, mọi người sẽ thấy được là nó rộng rãi cỡ như nào. Đó, cực kỳ rộng. Cái khoảng trống từ chân đến đầu gối đến những hàng ghế phía trước nó còn phải cỡ một gang tay nữa, và khoảng trống ở đầu này cực kỳ rộng. Cái độ ngả lưng nó cũng rất là tốt này, để đủ để chúng ta di chuyển ở trên những cung đường dài một cách thoải mái. Ở hàng ghế sau thì chúng ta sẽ có trang bị được hai cửa gió điều hòa ở đây. Đó, cửa gió điều hòa đặt thấp thì mình không thích lắm, nhưng mà có còn hơn không. Đó, mình thích cái cửa gió điều hòa nó đặt đâu đó ở đây cơ. Ở trên cao nó phả xuống thì nó sẽ mát hơn là ở phía dưới chân như thế này. Đấy. Nó ở phía hàng ghế phía sau thì nó có một cái ưu điểm nữa của chiếc Ford Territory so với Ford Focus và so với những chiếc xe khác trong cùng phân khúc, đó chính là cái ụ ở phía giữa này. Nó không có cái ụ ở giữa này. Trong rất nhiều video Việt đều nói cái chi tiết này. Cái điều này nó sẽ dẫn đến cái việc là người ngồi giữa này to cao như Việt này, ngồi cũng rất là thoải mái, và có cái tựa đầu riêng dành cho cái người ngồi ở phía giữa này. Đó, còn nếu như chúng ta sử dụng hai người thì ở đây chúng ta cũng sẽ có một cái bệ tì tay rất là to để có thể ngồi một cách thoải mái. Không gian là thứ mọi người không thể đậu được, nên nhớ điều đó. Vậy nên nếu xác định chúng ta mua một chiếc xe phục vụ gia đình, chúng ta cần một cái không gian rộng rãi cho tất cả mọi người, thì ưu tiên những chiếc xe rộng rãi như Ford Territory là điều không hề sai lầm đâu mọi người ạ. Đó, ok. Bây giờ mời mọi người sang trải nghiệm chiếc Ford Focus nha. Bước vào phía bên trong của chiếc Ford Focus, mọi người sẽ thấy là đầu tiên là cái tư thế ngồi lái của chiếc Ford Focus này nó rất là thấp. Tại vì chiếc xe gầm thấp mà, nó sẽ để trọng tâm thấp,
Đó, cho nên là cái tư thế ngồi lái gần như là chúng ta đang ngồi ở phía dưới mặt đường á. Cái tầm quan sát nó cũng sẽ hẹp hơn, nó sẽ không rộng và nó sẽ không thoáng bằng trên chiếc Ford Territory. Thì đây là cái điều mà chúng ta phải đánh đổi nếu như chúng ta muốn một cái trải nghiệm và cảm giác lái thể thao. Đó, còn về thiết kế chiếc về thiết kế của khoang nội thất này thì mọi người thấy sao? Nó sẽ trái ngược lại hoàn toàn với chiếc Ford Territory. Nó có rất rất nhiều nút bấm. Đây, một đống nút bấm ở trên vô lăng này, một đống nút bấm để chỉnh hệ thống loa này, một đống nút bấm để điều chỉnh hệ thống điều hòa này. Đó, ở phía trên này là chỉnh cửa sổ trời này. Chiếc xe này nó rất nhiều nút bấm và cái màn hình của nó cũng sẽ thiết kế hai màn hình rời chứ không phải là một màn hình đôi giống như trên chiếc Ford Territory. Đó. Tuy nhiên thì có một cái nhược điểm của chiếc Ford Focus, đó chính là nguyên bản của nó thì nó không có tiếng Việt. Do là chiếc xe này ấy, thì Việt đã Việt hóa rồi, Việt đã cài tiếng Việt rồi cho nên là nó mới có tiếng Việt thôi, còn nguyên bản thì nó lại không có nha. Và những cái vật liệu cũng như là những cái thiết kế của phần nội thất ấy, nó sẽ làm theo cái kiểu khác chiếc Territory. Ghế của chiếc Ford Focus phiên bản Sport này đấy, nó sẽ là những cái mảng vải pha với da, chứ nó không thuần là da giống như ở trên chiếc Ford Territory đâu. Và nó sẽ không có kiểu đục lỗ ngồi cho nó mát lưng giống như là trên Ford Territory. Đó, cái thiết kế của Ford Focus ở phần nội thất ấy thì thực ra lúc Việt rất là thích, Việt rất là thích. Tại sao? Nhìn nó hay, nhìn nó ngầu, tại vì nó nhiều nút bấm mà. Tức là khi mà có ai đó lên xe của mình ấy thì mọi người sẽ nhìn thấy bảo wow, cái xe này kiểu nhìn nó hiện đại. Cái xe, cái thời điểm ngày xưa ấy, cứ xe nào nhiều nút bấm là nhìn nó hiện đại mọi người ạ. Đấy, còn bây giờ thì cái thiết kế nó khác, cái thị hiếu của người dùng nó khác rồi. Mọi người sẽ yêu thích những chiếc xe nhìn nó tối giản và nhìn nó thông minh hơn. Giống như kiểu xe điện này kia, bây giờ xe điện nó chỉ có đúng cái màn hình ở giữa thôi, nó chả có nút gì nữa cả. Toàn bộ tất cả mọi thứ là điều khiển trên màn hình đấy hoặc là ra lệnh bằng giọng nói. Đó, thì những cái mẫu xe kiểu như Ford Focus, kiểu như những cái mẫu xe Ford ngày xưa ấy, nó lại trở thành lỗi thời ở trong cái kiểu thiết kế như thế này. Nhưng cá nhân Việt ấy, thì Việt còn rất là thích cái kiểu thiết kế như thế này. Thì đấy là quan điểm cá nhân thôi. Còn mọi người sao thì hãy để lại cái ý kiến của mọi người dưới phần bình luận. Đó, phanh tay đang còn phanh tay cơ mà. Đó, cần số cơ, nó cũng chưa được cần số điện tử giống như trên Ford Territory. Rồi, ok, bây giờ mời mọi người ra cái hàng ghế sau. Việt đang điều chỉnh cái tư thế lái của Việt ở hàng ghế trước tương đối ổn rồi nha. Đó, mời mọi người ra hàng ghế sau để chúng ta cùng trải nghiệm. Đây, Việt bước vào hàng ghế sau. Đấy, và mọi người thấy sao ạ? Nó khác hẳn luôn thực sự mọi người ạ. Nó khác hẳn chiếc Ford Territory. Mình đang ngồi trên chiếc Ford Territory nó quen rồi. Mình bước vào cái hàng ghế sau của chiếc Ford Focus này gần như là mình bị co người lại. Mình không còn được ngả ngốn giống như là mình ngồi ở hàng ghế sau trên chiếc Ford Territory nữa. Đầu tiên là cái khoảng sáng từ đầu gối mình đến hàng ghế trước nó chỉ còn khoảng độ tầm 5-7 phân thì thôi, nó còn rất là ít. Nó không được 20 phân giống như là trên chiếc Territory đâu. Nó cái khoảng sáng này nó rất là nhỏ. Cái thứ hai là cái khoảng chấm từ đầu mình lên đến trần này nó cũng rất là hạn hẹp. Và cái độ ngả lưng ghế thì gần như là nó đứng. Đây là cái nhược điểm chết người của chiếc Ford Focus. Và đây là cái nhược điểm khiến nó không bán được tại thị trường Việt Nam nữa và khiến những khách hàng khi mà xuống tiền mua chiếc xe này thì thực sự đa phần là những người thích sự trải nghiệm và đa phần Việt thấy là những người mà nhà đã có xe rồi mua thêm một chiếc xe nữa để mà giống như kiểu là chơi chơi hoặc là cho vợ đi hoặc là chồng thích cái cảm giác thể thao thôi. Đó, còn không thì phải là những gia đình trẻ chưa có đông người, kiểu như là có hai vợ chồng một đứa con nhỏ nhỏ ấy, thì ok. Chứ nhà mà 4-5 người rồi mà leo lên chiếc xe này thì thực sự là ngồi không nổi. Tại vì đây, người ngồi ở giữa, một người nhìn này. Thứ nhất là có cái ụ nhá. Xe cầu trước mà nó lại có cái ụ ở đây nhá. Rồi, ngồi ở đây này. Việt ngồi ở giữa mọi người thấy này. Không thể ngồi được, ngồi nhìn rất là buồn cười. Chân mình cứ co giống như này. Đó. Cứ co giống như này thôi, ngồi rất là khó chịu và ngồi ở giữa thì nó còn không có cái bệ, nó còn không có cái tựa đầu cơ. Đấy, và cái phần ghế ở giữa nó cũng sẽ làm thiết kế kiểu hơi lồi lên như thế này thì khiến cho cái người ngồi giữa sẽ không được thoải mái lắm. Đó, bệ tì tay thì vẫn có thôi. Tuy nhiên thì đây như Việt đã nói, không gian là thứ không thể độ được. Vậy nên nếu như mọi người mà chúng ta ưu tiên một cái mẫu xe rộng rãi ấy, thì nên cân nhắc những cái mẫu xe kiểu như Ford Territory. Nó sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Và đến cái điểm cuối cùng, đó chính là cái mà Việt nghĩ những người yêu xe Ford, những người đã trải nghiệm qua những cái dòng xe kiểu như Ford Focus rồi sẽ cực kỳ quan tâm. Đó chính là cái cảm giác lái, cảm giác vận hành của hai mẫu xe này nó có giống nhau hay không. Cùng là hạng C này, cùng là của Ford này, cùng sử dụng cái động cơ na ná như nhau, 1.5 EcoBoost. Vậy thì cái cảm giác lái của nó có tương tự như nhau hay không? Ford Territory nó có mang lại cái trải nghiệm lái nó thể thao hay không? Thì Việt đã có một video Việt nói về cái cảm giác lái của riêng chiếc Ford Territory rồi. Việt sẽ để cái đường link ở phía bên trên góc bên phải và phía dưới phần mô tả để mọi người tìm chúng ta xem lại.
Việt sẽ nói chi tiết ở trong video đấy. Còn trong video này thì Việt sẽ tóm tắt lại thông tin như thế này thôi. Chiếc Ford Territory nó thiên về cái cảm giác lái mềm mại, cảm giác lái êm ái, nó nhẹ nhàng để chúng ta dễ dàng chúng ta di chuyển ở trong phố với một chiếc xe to như thế này, để cả gia đình ngồi phía trong cảm thấy thoải mái và cảm thấy dễ chịu. Trong khi đó ngược lại, chiếc Ford Focus nó sẽ có một cái độ siết, một cái độ nặng về vô lăng, một cái cảm giác lái nó thể thao hơn. Mỗi lần chúng ta vào cua hay là chúng ta cua gắt, chúng ta thả ra, nó có cái độ trả vô lăng về, nó rất là nhanh, nó rất là nhạy. Và cái cảm giác lái của chiếc Ford Focus này nó cực kỳ chắc. Thứ nhất, nó chắc ấy là vì cái thiết kế, cái kết cấu của khung gầm của nó. Nó là một mẫu sedan, một mẫu hatchback, một mẫu xe thể thao, một mẫu xe cá nhân. Cái thứ hai nữa là cái vô lăng nó cũng sẽ làm theo kiểu nặng hơn chiếc Ford Territory, và cái công suất đầu ra của nó cũng sẽ mạnh hơn chiếc Ford Territory. Thành ra là chắc chắn luôn chiếc Ford Focus nó sẽ có một cảm giác lái và một cái cảm giác cho người cầm lái phấn khích và thích hơn rất là nhiều. Nhưng Ford Territory ấy, bù lại, cái người cầm lái sẽ không cảm thấy phấn khích, cái người cầm lái sẽ không cảm thấy thể thao, sẽ không cảm thấy được cái độ sướng. Nhưng bốn người còn lại ngồi xung quanh ấy thì lại sướng hơn bốn người ngồi ở sau chiếc Ford Focus rất là nhiều. Vậy đây là cái điểm mà chúng ta cần phải đánh đổi trải nghiệm của người lái hay là trải nghiệm của cả gia đình. Thì cái này là quan điểm của mỗi người thôi. Nếu như mọi người cần một mẫu xe gia đình đích thực, một mẫu xe mà tất cả mọi người đều cảm thấy từ mức hài lòng trở lên, Việt đánh giá Ford Territory là một cái mẫu xe nó có một cái độ hài hòa rất là tốt. Nó hài hòa từ trong ra ngoài, từ thiết kế cho đến động cơ, cho đến option, cho đến cái cảm giác ngồi và cái không gian của chiếc xe. Còn chiếc Ford Focus thì nó lại hơi quá đặc thù. Nó đặc thù về thiết kế. Cái mẫu xe Ford Focus hatchback này, bây giờ cái mẫu hatchback mọi người tìm thị trường nó rất là ít, tại vì người Việt Nam mình không ưa chuộng cái mẫu này. Cái thứ hai ấy là cái cảm giác ngồi chiếc xe này, cảm giác lái chiếc xe này nó thiên về người lái nhiều quá. Nó sẽ không cân bằng và nó sẽ không hài hòa cho tất cả những người ngồi xung quanh. Vậy nên mọi người sẽ cần phải cân nhắc rất là kỹ khi đưa ra quyết định là ví dụ đang đi chiếc xe này cần nâng cấp lên mẫu xe này, hay đang đi một chiếc sedan cần nâng cấp lên chiếc xe này, hay là giữ lại sedan để chạy ấy. Thì mọi người xem video này xong đến cuối cùng thì Việt sẽ nghĩ là mọi người sẽ tìm được câu trả lời cho mình. Ford Focus hay là Ford Territory thì tổng kết lại, Việt đánh giá nó đều là những cái mẫu xe hay của nhà Ford. Mỗi chiếc xe thì nó hướng tới những cái tệp khách hàng khác nhau. Tuy nhiên thì Ford Focus bây giờ nó không còn bán mới trên thị trường nữa. Nếu như chúng ta mà muốn sở hữu một chiếc Ford Focus thì chúng ta cần phải tìm những cái chiếc xe đã qua sử dụng. Đó, còn Ford Territory thì đang được bán trên thị trường với mức giá từ 799 triệu đồng đối với bản thấp nhất, và cao cấp nhất là phiên bản Titanium Mix là 929 triệu đồng. Là một cái mức giá mà Việt đánh giá là rất là dễ tiếp cận ở trong cái mẫu CUV, cái mẫu crossover hạng C này. Nó là một mẫu xe to nhất phân khúc, nhiều option nhất phân khúc, nhưng cái mức giá nó lại vừa phải nhất phân khúc. Nó không bị quá cao như những mẫu xe khác, nhưng nó lại không quá rẻ. Đó, tại vì nó là một mẫu, dù sao nó cũng đã là một mẫu xe Ford. Mặc dù là cái xuất xứ của nó là được liên doanh với Trung Quốc, nhưng được đảm bảo, được bảo hành chính hãng bởi xe Ford, bởi thương hiệu Ford. Vậy nên khi chúng ta mua mẫu xe này, chúng ta hoàn toàn chúng ta yên tâm về những cái chính sách liên quan đến bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng và cái hậu mãi sau này. Và nếu như mọi người có nhu cầu mua xe Ford hay tư vấn về xe Ford, hay là cụ thể là chiếc Ford Territory đứng ngay cạnh Việt đây, thì đừng ngại liên hệ giúp Việt cho số hotline Việt để dưới góc trái màn hình để nhận được hỗ trợ, để nhận được tư vấn và báo giá một cách tốt nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.